Rồi, vậy thì bạn hỏi là cái giáo trình đi HTML phải không? Giáo trình đi HTML nằm ở đâu đây? Giáo trình đi HTML. Mình vẫn giữ bỏ một cái trang web mẫu ha. Thôi mình cứ giữ này đi nha, giữ ví dụ đi nha. Đây là trang AA.html đang nằm ở cái mục web server ha, BT trang này ha. Rồi vì bạn hỏi trong giáo trình đi HTML á, nó có cái thuộc tính là position. Thì mình trước tiên á, trong cái lối học á thì nó có hai 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 cái lối học. Một á là mình đọc lý thuyết rồi mình nhìn mình mới làm bài tập, mình mới nhìn ví dụ. Còn trong trường hợp này, một số bộ lối học ngược lại á, đương nhiên cái nào cũng có cái ưu điểm của nó, là mình nhìn ví dụ trước rồi mình mới suy ra cái lý thuyết nó nói về cái gì ha. Bây giờ đây tôi khoan nói về cái bộ là cái gì đã, tôi xem ví dụ của nó đi ha. Mình học từ ví dụ, cái phương pháp mà nó gọi là học học từ ví dụ á, learn by example á, là cả một cái lối học nha, cả một cái cách cách thức tự học ha. Đương nhiên không phải là lúc nào nó cũng tốt, nhưng mà mình có thể áp dụng được ha. Bây giờ đối với cái ví dụ về position ha, đây là phải không? Nó nằm ở trang 26 hả? Không, tôi xem một cái ví dụ đi. Còn không, bây giờ mày đơn giản lắm, là nó là position relative phải không? Tôi dùng kỹ năng Ctrl F. Ctrl F tức là file file đó ha. Đó, tôi xem coi là cái nào nói về cái position relative này, là hồi mình mò hồi không ra thôi đúng không? Tôi đang cần tìm một cái ví dụ nói về cái cách dùng thuộc tính này. Kìa. Relative hả? Mình search cái từ relative thôi. Không. Tôi đang chỉ cái cách dùng tài liệu. Đây không, đây nè. Đúng không? Tôi đang tìm tới một cái ví dụ. Ở đây mình đang đóng phim mà làm cho nó giống nhất. Rồi. Đó, cái ví dụ này nó cách dùng position relative nào không? Thì mà nhìn như ví dụ này á, mình thấy là nó khai báo một cái CSS tên là ES1. Thì cái ES1 này là nó áp dụng cho mọi thẻ H1 luôn đúng không? Bên dưới cái body á, bên dưới cái body thì nó có 3 thẻ H1 nè. Và cái hai nó chia làm hai cái class ha. Thì cái H1 thứ nhất á là nó sẽ bị áp đặt cái style này phải không? Nó bị áp đặt cái style H1 thứ nhất thì nó không bị áp đặt bởi style nào cả. Đúng không? Trong cái CSS, trong cái style này tới áp nó chỉ khai báo hai cái CSS thôi. ES1, ES2 thôi. Vậy cái thẻ H1 này á là nó không bị áp đặt bởi bất kỳ cái style nào hết. Đúng không? Cái là bình thường. Còn cái này á, là bị áp đặt bởi cái style ES1, ES2. Thì thực chất ra cái mà bên trong đây mình thấy là gì đây? Trong cái ES1 á nó có khai báo một cái thuộc tính là left bằng 20 px, này là viết tắt của từ pixel á, pixel đó, điểm ảnh á. Thì đã có cái left rồi á thì thể nào cũng có cái top đúng không? Đúng không? Và cái top left á mà bằng 0 0 á thì nghĩa là cái tọa độ ở trên trái chống trên bên trái màn hình phải không? Không. Thì cái ý nghĩa của cái khi mà đặt cái position mà là cái relative á thì cái tọa độ này sẽ được tính từ cái vị trí mà cái thẻ đó lẽ ra nó phải xuất hiện. Nếu như mà tôi không có cái style này thì cái thẻ H1 ở bên dưới này á, cái thẻ H1 này nè, nó nằm ở đâu? Cái sự xuất hiện của thẻ H1 này, nếu như mình không can thiệp gì cả thì cái sự xuất hiện của thẻ H1 này nó sẽ theo quy cách là từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Nghĩa là trong cái body này nó được khai báo ở đâu thì nó sẽ cứ trình bày từ hàng trên xuống dưới, và từng thẻ một nó lần lượt xuất hiện từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Và dẫn đến điều gì là khi mà cái trang web á, cái trình duyệt cái cửa sổ web á, mà nó co nhỏ lại như vậy nè thì tự động các cái thẻ nó bị đôn xuống, nó bị đôn xuống như vậy, là bởi vì thứ tự xuất hiện của các thẻ đó là xuất hiện từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, hiểu không nè? Thì cái vị trí ví dụ như này nè, cái tab box này á, cái vị trí của nó được gọi là vị trí mà nó bình thường, nó lẽ ra nó phải xuất hiện theo cái quy trình mà khai báo thẻ HTML. Còn bây giờ nếu khi mình đặt cái position mà là relative á thì từ cái vị trí bình thường của nó sẽ được cộng vào bên trái, sẽ được giảm đi 20 pixel, hiểu không nè? Thì cái từ relative với là tương đối đó, tọa độ tương đối đó. Tức là tính từ tọa độ mà lẽ ra nó phải xuất hiện thì nó dịch đi 20 pixel. Mình có thể hiểu là dịch đi cũng được, nó là trừ 20 pixel rồi đúng không? Được không nè? Còn cái ngược lại của cái relative á là cái absolute.
thì cái khi mình đặt cái position mà absolute á, thì lúc này là cái tọa độ của thẻ đó sẽ được xác định chính xác tính từ góc trên bên trái của cái trình duyệt web. Đây là tọa độ không không, đây là tọa độ không không, đúng không? Và mình khi mình đặt cái position và absolute á, thì cái thẻ mình đặt đâu cũng nằm đúng ở đó, nó không bị dịch chuyển đi, hiểu nó mà ha. Làm ví dụ đi nha. À, tôi copy nè. Không, không được. Không 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 được, nó không làm như vậy. Mà còn nhớ cái chuyện mà tôi nói là à, bấm dây mình phải có mạng đúng không? À, thì tức là nó cũng làm theo kiểu là client server nè. Đúng không? Cái trang này được up sẵn lên mạng rồi ha. Nhưng mà ở đây mình dùng web server của mình đi. Mình có web server mà. Tôi thấy này bằng mã nguồn của đó nha. Được nè, save lại ha. Tôi qua client của tôi nè. Nhắc lại lúc này là máy của tôi á, đóng vai trò vừa là client mà vừa là server luôn ha. Tôi refresh trang này đúng không? Đó. Đây ha. Bây giờ nè, nếu như mà không có cái này. Không có cái này. Hay nó khác hơn cái này bằng không. Bằng không. Thì tức là cái thẻ này á, nó tuân theo quy cách là từ trái sang phải từ xuống dưới. Đúng không? Nếu như mà ta co nhỏ này lại á, thì tự động nó bị giãn ra như vậy. Được không nè. Còn cái mà nếu mà đặt cái này á là trừ, giờ mình đừng trừ trừ 100 đi, hay là cộng 100 đi, thì nó sẽ dịch qua bên trái đúng không, 100. Còn nếu mà trừ thì ta hồi nãy một bạn nói là có cái try á, tại sao nó không có try? Bởi vì thật ra cái try chính là cái trừ rồi đúng không. Mình đặt cái này là bằng trừ 20, trừ 20 tức là mình dịch sang phải 20 pixel đúng không nè. Còn mình để như vậy thì dịch sang trái 20 pixel, nó không có thủ try là vì vậy đó ha. Đó, đại khái như vậy đúng không. Còn bây giờ nếu như tôi đặt cái này là absolute, thì lúc này á tôi đặt lúc này là cái thẻ của tôi á, nó sẽ nằm cố định, nó không bị lệ thuộc bởi cái sự co giãn của cái cửa sổ trình duyệt, được không nè. Đó, nó nằm đây nè đó. Và lúc này là cái thẻ heading 20 này nè, là nó được đập, nó bị neo cố định ở cái tọa độ đó luôn, nó không bị lệ thuộc bởi cái sự thay đổi của trình duyệt này, hiểu nó không nè ha. Và trong thực tế á, là mình hay dùng lắm. Ví dụ như là bây giờ ví dụ như là mình muốn cho cái này nè. Bây giờ mình viết một cái view đi ha, mình viết cái nút lệnh đây, bấm nút này một cái thẻ này nó chạy vòng vòng đúng không, là mình lúc này mình sẽ đặt tọa độ cho thằng này là absolute và mình cho nó chạy, hiểu nó không nè. Không, giờ mình viết thử đi ha. Bây giờ mình có một button ha. Một button. Rồi value bằng là play. Đúng không? Và cái on click á, khi mà button này bấm á, thì mình bắt buộc phải gọi một cái hàm gì đó đúng không? Cho hình chạy. Phải không? Và như vậy thì mình phải viết cái hàm đó phải không? Trong tại hát ha. Script. Đó, trong đây mình sẽ có một cái function là cho hàm chạy. Đó không? Hả? Ủa, hình chạy hả? Rồi. Bây giờ bấm bấm nút này á thì nó gọi cái hàm này đúng không? Thì nó gọi cái hàm này á, mình phải làm sao ta? Bây giờ mình có hai cái biến toàn cục đi ha. Bây giờ khi trang web mới mở lên á thì mình cho cái thẻ này nè, nó nằm cố định ở góc nào đó đi, thì mình có một cái biến ha. Bây giờ mình khai báo hai cái biến toàn cục là cái vị trí ban đầu đi nha, x và y là vị trí ban đầu của cái thẻ đó không, giả sử là bằng không, y là bằng 50 đi, đúng không? Như vậy thì khi mà trang web mới vừa nạp lên á, là mình phải đặt cho cái thẻ này đúng ngay tọa độ XY đúng không? Khi trang web mình muốn làm công việc đó, khi trang web mới vừa nạp lên, tức là mình đặt trong sự kiện on load của body. Cái thẻ body á, nó có sự kiện là on load. Sự kiện on load là khi mà cái trang web vừa mới nạp lên á, thì nó gọi sự kiện này. Hiểu nó không nè. Vậy mình đặt sự kiện trong sự kiện on load á, mình gọi một cái hàm là hàm khởi tạo đi nha. Không? Và trong cái hàm khởi tạo này á, mình muốn là cái hàm khởi tạo này nó sẽ đặt cái thẻ đó tại vị trí ban đầu là x và y cái đã. Hả?
làm khởi tạo không? Đó, vậy lúc này đã trong cái hàm này nè, nhắc lại ha, cái hàm này nó được gọi khi mà cái trang web vừa nạp lên ha. Vậy thì mình sẽ đặt cho cái thẻ H2 này của mình á, mình đặt cho cái thẻ này nó nằm ngay vị trí của cái tọa độ X và Y. Thì mình phải có cái trong đoạn server script này á, là mình có nhu cầu là truy cập về cái thẻ này, truy cập trở lại về cái thẻ này và mình đặt cái style cho nó, đúng không? Tức là mình phải lấy cái tham chiếu, mình lấy về cái tham chiếu đến nó cái đã, chấm on cái tên của thẻ H1 này đúng không? Thằng này là chưa có tên, phải đặt tên cho nó, đặt tên cho nó thì bên đây nó mới truy cập về được, hiểu không nè? Bây giờ cái H1 này á, hình như là nó dùng thuộc tính name hay là ID tôi không nhớ rõ ha. Mình đặt cả hai luôn đi, ID hả, đặt là ID thì tôi đặt là bằng, ví dụ như là bằng là label đi ha, LB đi đó, lúc này là sẽ là LB. Vậy lúc này là cái X của mình á sẽ là cái tham chiếu đến cái thẻ này ha, và mình đặt lại cái style cho nó. Mình đặt lại cái style là mình ghi ra cái chuyện mà này tôi nói trong buổi chiều trước rồi mà không, mình đặt trước tiên là mình đặt cái thuộc tính gì của style, thuộc tính position là absolute đúng không, đúng không nè, position phải không? Cái cách này mình là một bữa từ trước nó rồi ha, bằng là absolute hả, đúng không? Sau đó là mình đặt cái tọa độ ha, mình đặt cái tọa độ là mà cái gì ta, top left hả, left top left á, thì bằng x phải không? Nhưng mà có điều á, riêng bạn biết nó hiểu không nha, tại vì trong cái hàng style nó là cái con số và chữ bs nữa mà phải không, đúng không? Mình mà nếu như mình làm đúng theo cái style của nó luôn á là mình phải cộng thêm cái chuỗi bs đây nữa, được không nè? Thôi nhưng mà thôi mình không đi, có nó hiểu không đã đâu, nếu nó không hiểu nó la làng lên á thì mình xỉn lại ha. Đó, tại vì tự thằng này nó thông minh, đủ thông minh để nó hiểu, nó tự động nó chuyển thành cái dạng của nó đó, đặt top left như vậy y ha. Rồi chạy thử đi nha, chạy thử script à, đây ha. Đó, và để nhìn như trang web này á, khi trang web này vừa mới nạp lên, cái hàm khởi tạo sẽ được gọi, hàm khởi tạo này sẽ làm công việc này, đúng không? Và lúc này là cái thẻ LB này nè, nó sẽ đặt tại vị trí là năm dòng 0, dòng 50 cột 0. Chạy thử coi nha. Refresh. Không không, không có bài âm thấy gì, mình đặt lên khác khác nha, dòng 150. Các bạn đúng ha? Đúng không? Các bạn đúng không? Đó. Bây giờ mình coi như là công việc thứ nhất là xong, tức là khi máy mới nở lên là mình đặt ngay đúng vào lỗi SI rồi ha. Vậy bây giờ khi mà cái hàm này nó chạy đi, cái hàm này được gọi khi nào? Cái hàm này được gọi khi mà người ta bấm cái nút này phải không? Bấm tên này đúng không? Bây giờ giả sử khi mà người ta bấm nút tên này thì cái hàm này được gọi. Bây giờ mình sẽ tăng, mình cho nó chạy hàng ngang đi ha. Chạy hàng ngang thì là mình tăng x đúng không? Y giữ nguyên, tăng x. Đúng không? X là hoành độ mà. Bây giờ giả sử là mỗi lần bấm một cái á, tự cho x sẽ bằng x cộng thêm 5, 5 pixel, dịch vào 5. Sau dịch vào xong á, tôi làm gì? Tôi đặt lại vị trí mới thôi. Tức là tôi gọi lại cái hàm này. Đúng không? Tôi làm lại, tôi copy lại đoạn lệnh này lên. Tôi đang làm dở đúng không? Đúng không? Lẽ ra tốt nhất là mình có một cái hàm là hàm đặt hình đi ha. Còn cái hàm đó có bốn lệnh này, mình gọi cái trong hai hàm sẽ cùng gọi cái hàm đó ha. Đó, đúng không? Chạy thử nha. Đúng không? Mỗi lần bấm cái dịch qua nè. Đúng không? Còn bây giờ mình muốn cho tự động nó dịch á thì là mình phải lập trình thời gian. Đúng không? Thì trong lập trình thời gian biết có coi chưa ta? Là mình dùng cái hàm mà set set time out hay là set interval. Lập trình thời gian cho trang web nó có hai cái hàm đó, một là dùng hàm set timeout, hai là dùng hàm set interval. Thì thẳng thiệt mình nói luôn ha, cái hàm set timeout á, tư tưởng nó như vậy, cái hàm set timeout á, bây giờ tôi làm một ví dụ chứ đi ha, rồi tôi giải thích về cách hoạt động của nó. Bây giờ khi mà nhắc lại á, là cái hàm cho hình chạy này nó được gọi khi nào? Nó được gọi khi mà người ta bấm nút play, đúng không? Khi mà người ta bấm nút này, bây giờ khi mà người ta bấm nút này á thì tôi sẽ tắt điện nha, tôi sẽ gọi cái hàm set time out ha. Cái hàm này á, hàm set time out nó nhận vào hai hai tham số. Tham số thứ hai á là cái quãng thời gian, giả sử là đơn vị là mili giây, 500 mili giây tức là nửa giây đó. Cái tham số thứ nhất sẽ là tên của một cái hàm nào đó,
một cái hàm nào đó. Không, mà cái hàm này á, khi mà cái thằng trình duyệt web á, tôi dùng từ CPU là không đúng, tại vì lúc này là chạy cái JavaScript là trình duyệt web. Khi mà trình duyệt web nó chạy câu lệnh này thì nó sẽ đặt ra một cái mốc thời gian, và sau 500 mili giây nó sẽ tự động gọi cái hàm này. Hiểu không nào? Vậy bây giờ tôi phải viết cái hàm hàm nào đó đúng không? Function ha. Chú ý là cái sách nào nó hay dùng lắm nha. Hàm nào đó. Được không nào? Vậy thì cái hàm này á, cái hàm nào đó này nè, nó được gọi khi nào? Khi mà trình duyệt web, trang web mới mở lên thì cái hàm khởi tạo được chạy và không có điều gì xảy ra cả. Và khi mà người duyệt web bấm vô cái nút này thì lúc này là cái hàm này được gọi. Và sau khi hàm này được gọi thì nửa giây sau hàm này sẽ được gọi. Hiểu nói không nè? Ha. Bây giờ cái hàm này được gọi á thì tôi làm gì? Tôi tăng x lên 1. À, lên lên 5 đi ha, ví dụ như vậy. Rồi tôi đặt lại vị trí này. Đúng không? Tôi đặt lại vị trí này. Tức là cái thẻ đó dịch qua trái, không cần làm, không cần gọi lại cái này ha. Bởi vì là nó được gọi từ đầu rồi, đặt lần thôi chứ. Hiểu không nè? Đặt từ đầu đầu lần từ đầu thôi. Bây giờ vì khi mà 5 giây sau cái hàm được gọi á, có phải là cái thẻ đó nó dịch cái thẻ H1 của mình á, nó dịch 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 sang trái 5 năm pixel không? Đúng không? Và sau khi dịch nó dịch sang trái 5 pixel á thì mình lại gọi lại cái hàm này nữa. Mình lại đặt lại cái chu kỳ này nữa. Các bạn thấy sự lặp nhau không? Khi mà cái hàm nào đó được gọi lại thì nó sẽ dịch cái thẻ sang cái dịch sẽ H1 sang 5 năm pixel. Rồi nó lại gọi lại cái câu lệnh này. Và khi câu lệnh được gọi thì 5 giây sau cái hàm này lại được gọi nữa. Đúng không nào? Và cứ như vậy cái hàm nào đó này nè, nó cứ tuần tự được gọi sau 5 giây một lần. Sau, xin lỗi, sau nửa giây một lần. Hiểu tôi nói không nè? Thông chưa? Ha. Nhưng mà như vậy á, nó dẫn đến tình trạng như vậy. Có tưởng tượng được không? Thẻ H1 nó chạy suốt mà, như mất luôn. Khi mà cái pixel nó lớn quá so với kích thước trang web á, thì cái thẻ H1 nó chạy mất ra ngoài luôn. Coi nè. Bấm cái ha. Có lỗi gì ha? À, tôi chưa làm này ha, xin lỗi. Chú ý là cái x này của tôi là x nhỏ nha. X nhỏ này là cái biến vớ vẩn tôi dùng tạm ha. Còn cái x lớn này là x toàn tục nha. JavaScript phân biệt kiểu hai chữ thường mà. Ha, biến x nhỏ và biến x lớn là hai biến khác nhau. Rồi chạy lại nha. Đó, không cứ nửa giây sau hàm nó được gọi nè. Đó, bây giờ nếu mà tôi tăng thời gian lên nè, thay vì 50 giây cho 5 giây thôi, là 5 5 mili giây thôi. Đúng không? Và cái này tăng nhiều lên. Mỗi lần dịch 10 pixel. Thì có phải là đâm ra như vậy không? Đúng không? Nó chạy mất tiêu luôn. À, mình đang chuẩn bị giải quyết nè. Đâu đó nó chạy càng nãy càng xa lên trên trình duyệt web nè, càng ngày nó càng rộng ra thấy không? Ha. Như vậy thì á, bây giờ mình muốn làm sao đây? Mình muốn là nó chạy tới một cái ngưỡng nào đó nó ngưng đúng không? Là mình cần cái chặn bên phải. Bây giờ giả sử là mình muốn cho nó chạy là nó x từ 0 á cho tới 500 pixel thì nó ngưng thôi. Cho đơn giản đi ha. Thì mình đặt một cái ngưỡng 500 pixel đi. Vậy bây giờ là gì đây? Vậy khi mà mình gọi mình tại sao mình có lệnh này? Mình gọi cái này lại là để cho nó gọi lại cái hàm này đúng không? Nhưng mà mình chỉ làm chuyện đó khi mà cái hoành độ nó trong ngưỡng cho phép là 500 pixel thôi. Được không nào? Vậy là mình đặt lệnh if ở đây. Đúng không? Nếu mà cái x của hàng hành hành độ đó mà còn nhỏ hơn 500 thì mình mới gọi cái câu lệnh này. Được không nè? Thì có phải là khi mà x mà nó chạm 500 thì là cái nó ngưng không? Đúng không? Cái 500 nó ngưng. Nó không làm nữa đúng không? Bởi vì lúc này là cái điều kiện này không xảy ra nữa. Điều kiện này không xảy ra thì nó không gọi hàm này nữa. Hiểu không nào? Bây giờ tôi muốn cho nó dao động nó quay lại. Vậy thì khi mà nó cái này là cái mánh lới lập trình thôi, kỹ thuật lập trình thôi nè. Bây giờ tôi dùng cái biến là dấu hiệu, là cái cờ thôi, là cái dấu hiệu thôi. Bây giờ tôi làm như vậy đi. Bây giờ tôi có một cái biến cờ đây nha. Còn tôi dùng mánh lới đây là hoàn toàn là kỹ thuật lập trình nè. Tôi dùng một cái dấu cờ là cờ hướng chạy đi nha. Thôi nhằn nhỏ tê đi. Tôi bằng không. Tôi định á, tôi định là nếu tôi bằng không thì là chạy được giá thằng phải, tức là x tăng, tôi bằng một thì là x giảm, được chưa? Tôi đưa lên luật như vậy ha. Đầu tiên tôi bằng không,
cái này tôi kiểm tra đó, là nếu mà t bằng 0 thì tôi mới làm chuyện này. Nếu t bằng 0 thì tôi làm này. Thôi được hết cả này luôn đi. À, tôi làm được cái đã rồi tôi mới tin, tôi mới làm xịn sau, tức là tôi sẽ tinh tinh giản cái mã lệnh sau nha. Đó, có phải là nếu mà tôi giữ nguyên như vậy á là chương trình không thay đổi không? Không khác gì, không khác gì không? Đầu tiên đặt tay bằng không rồi. Đó là chương trình không đổi gì cả đúng không? Rồi. Bây giờ tôi muốn là khi mà nó đang nhỏ hơn 500 á thì là nó vẫn dịch bình thường đúng không? Và thì khi mà cái if này mà không xảy ra đó, nghĩa là sao? Cái if này mà không xảy ra thì nghĩa là sao? Khi mà cái L này xảy ra thì nghĩa là sao? Nó ngừng chưa? Khi mà cái L này mà xảy ra đó, nghĩa là cái if này là ngừng chưa? Là x bằng 500 rồi đúng không? Mà tôi muốn cái gì? Tôi muốn khi mà x bằng 500 rồi thì nó làm sao? Nó quay lại phải không? Nó quay lại, lúc này là tôi làm gì đây? Tôi sẽ ráng bằng t bằng 1 đi. Để cho cái này đừng làm nữa. Hiểu mà. Và như vậy lúc này á, tôi sẽ một thêm một if nữa. Là if t bằng 1 thì. Đúng không? Tôi có hai if. If t bằng 1 thì sao? Thì tôi mới làm gì? Tôi lại làm y chang cái này mà tôi giảm đi. Được nè, tôi đang lập trình một cách thô thiển thôi nha, tôi nghĩ sao tôi làm vậy thôi. Ha, còn cái chuyện mà tinh giản mà lệnh tính sau nha. Đó. Và nếu tôi bằng 1 á thì tôi sẽ trừ đi đúng không? Trừ đi lúc này là ngưỡng, phải có ngưỡng trừ chứ. Đúng không? Nếu như nó lớn hơn 0 thì mới lớn hơn 0 á thì mình mới làm tiếp, không là thôi à. Được nè. Phải không? Còn nếu như bằng 0 cái L này xảy ra, tức là cái này là nó là bằng 0 mà đúng không? Bằng 0 tôi gây ra bằng 0, tôi bằng 0. Để cho cái lần sau của cái đoạn lệnh này nó làm. Hình dung được nè. Ha. Chạy thử nè. Đúng không? Lúc nào tôi đang bằng 1 nè. Lúc này tôi đang bằng 0. Ủa. Vậy thì khi mà cái thằng này á bằng 0 á, khi mà chạm đến đây á thì tôi bằng 1 đúng không? Tôi bằng 1 thì nó giảm 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 đi. X mà lớn hơn 0. Sẽ làm ao. Đặt lại cái t bằng 0. À phải gọi là sẽ làm ao nữa. Ha. T bằng 0 thì mới gọi là sẽ làm ao nữa thì nó mới cho nó gọi là cái thằng này. Đúng không? Ừ. Thì túm lại lúc nào cũng gọi thằng sum out đúng không? Tại vì cái đây lúc nào cũng gọi thằng sum out đúng thôi. Bởi vì đâu có dừng đâu. Trong L nhưng mà lúc này cả if lẫn trong L đều có gọi cái hàm đó hết thì đưa ra ngoài cho rồi. Đúng không? Và túm lại của tôi á là nếu như mà L ra này là lớn hơn bằng không? Phải này đây là lớn hơn không đúng không? Và nếu x mà nhỏ hơn bằng không thì tôi đảo cờ lại đúng không? Đúng không? Còn trên đây tôi sửa lại nè, tôi sửa lại nha. Đây á là nếu mà lớn hơn bằng 500 thì đảo cờ lại. Được không? Và lúc nào cũng gọi cái hàm này hết. Tức là cái thẻ của mình á nó có bao giờ dừng không? Nó không dừng đúng không? Nó dao động hoài luôn. Được không nè? Đầu tiên nó chạy trái phải. Khi mà x mà quá 500 thì nó đảo cờ. Nó đảo biến t này. Đúng không? Và biến t này đảo á thì nó sẽ giảm. Được nào mà khi mà cái x mà nó giảm quá thì nó đảo rồi lại ha, đây là thuần thuần túy là cái mánh lới lập trình thôi đúng không, cái là lập trình mình khéo léo thôi, cái khéo léo cho lập trình thôi. Do nó có nhiều chu kỳ quá đó, đây coi sao thì nhanh nha. Do nó có nhiều chu kỳ trừ xảy ra quá đó hả. Đầu tiên ha, nếu t bằng 0, ha, nếu t bằng 0 á vậy là mình lúc nào cũng có hai là lệnh này phải không? Vậy tôi mang này ra ngoài nha, tại vì hai cái if này đều có cái đoạn lệnh này hết mà phải không? Tôi mang này ra ngoài nha. Tôi mang ra ngoài ha. Đó, tôi mang này ra ngoài luôn. Tại vì cả hai đều có hết. Vậy bên trong đây chỉ còn lại vỏn vẹn này thôi gì. Đúng không? Nhìn ra gọn ha. Rồi mình debug nè, mình chạy tay nè.
Bây giờ khi mà cái hàm này được gọi đúng không? Thì là lúc này tôi đang bằng không đúng không? Tôi đang bằng không từ x tăng. X tăng lên á, x này á là không có làm. Đúng không? X mới tăng lên lần thôi mà. Cái nếu này không làm. Cái này cũng không làm luôn. Và cái này là đặt cái đi dịch dịch cái thẻ bằng bên. Lặp lại. Bởi vì có cái hàm này mà, 5 giây nửa giây sau nó gọi lại cái hàm này. Gọi lại hàm này thì tăng nữa. Cái tăng nữa cho đến khi nào x tăng mà bằng lớn bằng 500 á thì t bị ghép bằng 1. Không, t bị ghép bằng 1 á thì lúc này là cái x này nó làm. Được không? Cái x này nó làm thì nó giảm x đi một chút thôi. Đúng không? Và nó không làm cái này. Nó không làm cái này thì ra ngoài đây vẫn làm, vẫn gọi cái hàm này. Được không? Và lúc này là cái hàm được gọi lại á, lúc này là đúng nè. Thử coi. Đây tôi bấm hai lần nữa ha. Bấm hai lần thì cái chu kỳ nó bị double lên á, nó hai chu kỳ tạo ra cùng lúc. Lúc nào đều là tại hồi nãy bên kia là trong cái nhìn cũ á là mình có tới hai lần gọi thử sao được. Khi mà tôi gọi sao hai lần á thì nó tạo ra hai cái mốc lần, tức là cái hàm nó được gọi lại hai lần. Nó hiểu không nào? Ha. Mình làm xịn hơn nữa đó. Còn tôi làm mánh hơn nữa là nha. Đây chỉ đây nhắc lại đây chỉ là phần lý là cái khéo léo trong cái kỹ thuật lập trình thôi. Giờ tôi làm như vậy nè. Coi này nha, tôi làm y chang rồi bỏ này đi nha. Thôi tôi đánh dấu này cho mấy đứa dễ so sánh ha. Biết cái này không? Tôi bôi chú thích lại đó, ha. Bây giờ tôi chỉ làm như vậy thôi. Nếu mà x lớn hơn 500 á, bây giờ đây á, tôi gán t bằng 1. Ha, chú ý nha, tôi gán t bằng 1. Và cái thằng này á, cái laptop này á, là tôi sẽ là bằng chính nó, hả? Tôi sẽ cho x á, tôi sẽ cho x thì bằng chính nó cộng thêm t lần cái độ cái step 5 đúng không? Thì phải là khi bằng 1 á thì là t nhân 1 nhân 5 không đổi không? Bây giờ nếu như á mà x mà lớn bằng 500 thì tôi làm gì với t ta? Nè. Nếu mà không có cái này, dẹp này luôn nha. Xóa luôn đi. Thì có phải là t là bằng 1 đúng không? Thì cứ mỗi lần là x được dịch vào 5 5 đơn vị thôi. Đúng không? Bây giờ nếu khi mà x mà nó quá cái chặn rồi đó thì mình làm gì với t? Mình t bằng trừ 1. Đúng không? T bằng trừ t. T bằng trừ t. Có là khi mà x lớn hơn 500 á thì t bằng trừ t, đó là t bằng trừ 1 không? T bằng trừ 1 thì lúc này là cái này là sao? Nó là giảm đi không? Đúng nè. Và nó giảm đi như vậy á thì mình phải có một cái chặn nữa là nếu x bé hơn không đúng không? Nếu mà x giảm lố á, tức là x là bé hơn không á. Bé hơn không á thì mình lại dán t bằng t trừ t. Thôi phải túm lại á. Đưa vô cái o đúng không? Nếu x lớn bằng 500 o o nha. Cái này là o. O x bé hơn bằng 0, tức là vi phạm á, nó vượt ra ngoài cái đó. Hình như là phải bóng mặt mẫu mặt cả điều kiện tra ha, hình như là vậy. Đó, thì túm lại này là gọn các bạn không? Tức là khi mà x mà nó vượt ra ngoài khoảng dao động thì t bằng trừ t. Xong không? Đúng không? Tức là từ từ ban đầu á, cái suy nghĩ của mình á thành một đống chương trình bùi nhùi. Và với cái sự khéo léo như lập trình á. Khéo léo thôi. Không, mình rút ngắn ngắn lại. Quay là cái này y chang không? Đầu tiên là t bằng 1. T bằng 1 thì cái này là không làm đúng không? X là bằng 0 mà. Và x cứ tăng lên. Tăng mãi cho khi nào mà x lớn bằng 500 là cái x này làm không? Là t bị đảo dấu. Đảo dấu thế này lại thành trừ. Vậy vậy là x giảm. X giảm ngoài cho đến khi nào x bằng 0 thì này đảo dấu lần nữa thì nó thành cộng. Kỳ vậy? Lớn bằng 500. Hãy coi coi. X lớn bằng 500 o x bé bằng 0. Rồi cái hàm này o x lớn bằng 500 nè. O x bé bằng 0. Thì mình đảo dấu cái t. Đúng rồi mà. X thì bằng x cộng cho t nhân 5. T là 1 đúng không? Ê mình debug thôi nha. Đúng không? Còn nhớ ông ta trong lập trình là debug là quan trọng nhất. Đúng không? Khi với debug á, là mọi thứ là mình phơi bày cái ánh sáng hết. Không có gì phải sợ cả. Ha. Giờ tôi debug nha. Tôi debug như vậy đi. Debug một cách thô thiển á
Là tôi dùng hàm alo đi bớt một cách sang trọng á, là tôi dùng mà một cái tag box có tôi xuất cái số ra liên tục, đúng không? Rồi bây giờ tôi sau khi làm xong á, trước khi gán cái này á, là tôi alo cái SI đi nha, tôi alo cái x x lớn hả, đúng không? Thêm dấu phẩy cho cách cho dễ nhìn ha, cộng với y đó không, rồi alo xong tôi mới gọi cái hàm này nha, bấm cái nè, x bằng trừ 5, kỳ vậy đúng không? T đây bằng mấy? T bằng một mà. Lúc đầu x bằng 0. À, lớp đồng lập bằng không, đúng không? Không nè, cho ban đầu x bằng không rồi chơi là tiếp nữa làm luôn rồi, thấy không? Ban đầu là x bằng không chơi là mới yêu làm đây luôn rồi, tại x nhỏ bằng không thì làm mà, đúng không? Ha, thấy không, lúc đầu tôi đâu nhìn ra đâu, mấy đứa không nhìn ra đúng không? Debug thôi ha, nhắc lại là trong trong lập trình đó, debug là một kỹ thuật quan trọng lắm ha, mà một nói cách giản dị của debug đó là chạy tay thuật toán thôi, chạy tay chương trình thôi đó. Thì tới giờ mình giải lần một ha, mình né, còn không thì đây mình để nhỏ, đừng nhỏ hơn một không, nhỏ thôi ha. Rồi bấm lại, à, bỏ alo đi ha. Rồi phải lại ha, tôi bấm F5 refresh lại á, nó cập nhật đó đúng không, đến kia nó giảm nó quay lại ha, sao nó chậm dữ vậy, 50 giây mà. Ở đây là đến là tê đảo dấu nè, đúng không? Mình cho nó quay ngang, cho di chuyển hàng ngang được thì mình cho nó di chuyển hàng dọc được, đúng không? Mình cho làm với cái thẻ được thì mình cho làm với cái hình được, thậm chí là mình cho xoay vòng vòng nếu mình muốn, cho xoay á thì nó lại là vấn đề về tọa độ. Bây giờ tôi cho nó xoay hình parabol nè, y bằng x bình phương thôi, đúng không? Bây giờ đời giả sử bây giờ ha, góc độ không không đây phải không, thì mình có cái phương trình, mình cho nó xoay một cái phương trình nào đó đi, đúng không? Cái màn mà nó xoay con mắt á, cái ví dụ mà cái lớp trước nó làm đó thì cũng là tụi nó tính toán tọa độ thôi, đúng không? Lúc này đưa cái toán vô hả đó, ví dụ như mình có cái phương trình là y bằng x bình phương đi, đúng không? Thì mình sẽ cho x chạy rồi y bằng bình phương lên đâu, lúc này là thay vì là y như vậy thì là y bằng x bình phương vậy thôi ha. Rồi đó là cái ví dụ về cái hàm set setML. Cái hàm setML nó có nhiều nhiều cái hay lắm nha, nhiều cái ví dụ lắm, nhiều cái cần thiết lắm. Tôi lấy như vậy đi ha, bây giờ tôi sao nhỉ, tôi viết một cái ví dụ vui vui như vậy đi. Bây giờ tôi có một cái trang web, có cái nút tôi bấm một cái á thì nó sẽ chuyển qua trang khác, mở trang khác lên hay, nhưng mà tôi làm cái trò như vậy. Bây giờ bấm vào nút đó đó thì thay vì mở trang khác lên á, thì tôi sẽ hiện ra một thông báo là mày có muốn mở, mày có thật sự muốn chuyển hay không, 10 mình nếu mày không trả lời 5 giây sau tao chuyển chẳng hạn như vậy, thì tôi đặt cái mốc thời gian tôi chuyển thôi. Ê, cái này là mình muốn stop thì làm sao ta, mình muốn bấm một cái cho nó stop á, bấm cái nó nhanh hơn, bấm nhanh hơn nữa là bởi vì do nhiều chu kỳ được tạo ra quá không, thì mình sẽ đặt thêm một cái điều kiện này thôi. Bây giờ nếu như mà muốn stop á, tôi thêm một cái biến đi nha, một cái biến là đang chạy, đầu tiên biến này bằng không tức là không có chạy, đúng không? Bây giờ nếu như mà nó chạy á, phải là nó chạy là do cái hàm này gọi không, đúng không? Vậy tôi sẽ cho cái biến này bằng bằng một, đúng không? Vậy nếu như bằng một á thì nó không chạy, bằng bằng một thì đang chạy, đúng không? Vậy cho vì cái hàm nào đó này của tôi nè, là nếu như cái hàm nào đó này của tôi chỉ gọi lại á, là tôi kiểm tra là nếu ha, nếu mà cái đang chạy mà bằng không thì không làm thoát, được không? Nếu như cái biến này là bằng không thì không làm, đầu tiên biến này bằng không không, đầu tiên biến này bằng không đúng không, khi người ta bấm vô nút play thì là cái hàm này gọi phải không, cái hàm này cái biến bằng một, vậy là cái này có thoát không, không thoát rồi đó, tôi nói chạy đúng không, theo kịp không? Tôi thêm cái nút nữa nha, là nút stop, thêm nút nữa là nút stop. Cái nút stop này á thì là tôi phải gọi một cái hàm gì đó
để mà cái hàm này nó gán đang chạy bằng không đúng không? Đúng nè, làm một cách giản dị thôi, thêm hàm nữa khỏi suy nghĩ ha, hàm stop. Trong hàm này chỉ là một việc duy nhất thôi, gán đang bằng không, được nè. Và bởi vì khi gán đang bằng không á thì cái hàm này nó không làm nữa, được nè. Các bạn thấy là đến bây giờ đó là cái kỹ thuật lập trình nó quan trọng thôi không, mình nắm hết ngôn ngữ rồi, bây giờ mình khéo léo trong cách mình vừa vận dụng thôi ha. Đó, bấm nè, chạy đúng không, bấm stop, ngừng lại nè, bởi vì lúc này đang chạy bằng không, bấm cái này thì nó chạy lại chạy tiếp, bởi vì cái hàm này nó gọi nó gán đang chạy bằng một, được không nè. Không, còn nếu như mà mình thấy mà mình ghép cho một hàm một thôi đó, tức là bấm thôi về khỏi hai nút nha, bấm nút đây lại thì nó tắt, thì chỉ đơn giản thôi là mình đảo dấu đúng không. Bây giờ mình đừng dùng không một nữa, mình dùng một trừ một đi, tẩm màu nãy đó không. Nếu như mà đang chạy bằng một á, mình khỏi dùng hàm này nữa. Nếu mà đang chạy bằng một, đầu tiên á, mình quy ước là trừ một là stop nha, một là chạy nha ha, mà một là play, trừ một là stop. Và thì khi mà anh bấm nút này một cái á, thì nó sẽ đảo dấu này nhân cho trừ một. Có phải là khi mà cái hàm này lần đầu tiên hàm này được gọi thì đang chạy bằng một không, đúng không? Và cái này là hàm này đã làm bình thường, nếu như mà này bằng trừ một thì là không làm nữa, đúng không? Đầu tiên á, đầu tiên thì biến này bằng trừ một, và lần đầu tiên cái hàm này được gọi á thì cái này bị đảo dấu, tức là bằng một. Bằng một thì là cái này không thoát, và mấy nè hết rồi, đúng không? Nếu mà mình có thể cẩn thận á là mình kiểm tra là nếu nếu mà đang chạy sau khi đảo dấu mà cái biến này bằng một thì mới gọi cái này, thì mới gọi cái hàm này cho nó chặt chẽ hơn thôi, chứ chả cần cũng được, cho nó chặt chẽ hơn thôi chứ không cần cũng được. Tại vì trước khi mà này bằng trừ một á thì có gọi cái hàm này chăng nữa nó cũng không làm mà, hiểu không nào? Ha, thật ra không cần cái này cũng được ha. Không, bấm tóc, bấm cái nè tóc không, bấm nữa chạy tiếp đúng không, bấm cái tóc à, đó tôi đang tính nói cái đó ha. Cho nó chạy xong nó mất luôn, nó chạy lại từ đầu. Thôi đó tự làm thôi đúng không, em đã dao động được rồi thì em cho chạy mất luôn từ đầu cũng được thôi mà, thôi làm khó tôi làm chi nữa đúng không. Bây giờ bạn này đề nghị là bấm nút play này, nó đang chạy á thì chuyển thành nút stop đúng không, thì cái này cũng là trò bình thường thôi. Bây giờ nếu như mà bây giờ mình kiểm tra này đi nha, không, nếu như mà sau khi đảo dấu ha, mình kiểm tra thằng này không, nếu như mà cái đang chạy này mà bằng một, tức là đang chạy đúng không, thì mình sẽ đặt lại cái label, đặt lại cái nhãn và cái button đúng không. Lúc này mình có nhu cầu là truy cập trở lại button không, phải đặt tên cho nó mới truy cập được. Hình như thẻ button là dùng name á, name bằng là bt 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 bt, bt, bt gần chạy không. Và vậy ở trên đây á là mình sẽ truy cập về biến đó đúng không, lại khai báo một cái biến x vớ vẩn gì đó bằng document.on, đây là biến bt chạy đúng không. Và lúc này mình đặt lại cái value cho x ha là bằng là stop đúng không, không thêm mấy ba chấm cho nó hấp dẫn đúng không. Còn else, else tức là cái biến này bằng trừ một đúng không, thì mình sẽ gán lại đây bằng play ha. Đó, tắm cái nè đúng không, stop play đúng không, cái này hấp dẫn hơn ha. Không, nhưng mà thấy là đến toàn bộ nội dung mình nãy giờ đó là chỉ có một cái mới duy nhất thôi là cái màn này thôi đúng không, chứ còn toàn bộ còn lại là kỹ thuật lập trình hết, cái khéo léo cho lập trình hết ha. Rồi thì tôi nói là cái ví dụ hồi nãy tôi ứng dụng cái hàm setup out mình làm được nhiều trò lắm. Tôi lấy ví dụ như bây giờ tôi có một cái nút ở đây, bấm nút đó thì tôi mở một trang web gì đó ra ha, thay vì cái nút tôi làm cái hình cũng được ha, nhưng mà thôi làm nút cho đơn giản. Nó tên là nút nút khỏi đặt tên ha, mình không có ý định truy cập gì nó đâu, đặt tên là chuyển sang trang khác thôi nha. Cho một cái hình như ví dụ như bạn muốn là từng vị trí trên hình, khi mà mình nhấp vào thì nó đi nó lại chuyển đến một vị trí khác.
Vậy thì sao mình xác định được tọa độ, ví dụ như hình đó có con mét đây, sao mình xác định được con mét là tọa độ nào rồi trên miền Cái là đó cái là gì? nó gọi là cái thẻ Ethereum đó, trong giáo trình HTML nào cũng nói về cái đó. Để chút chút đó tôi nói ha. Bây giờ mình ứng dụng của bạn ha, mình dùng cái hình đi nha, bấm vô cái hình đó thì chuyển sang khác ha. Rồi bạn bạn lại bày ra cái trò là cái hình đó có nhiều khu vực, bấm vô cái khu vực nào thì nó mở trang khác nhau nữa. Rồi bây giờ trước tiên làm một cái hình cái đã, không tôi có thể hình nha, hình phải kiếm cái hình chứ. Tôi dùng pen tôi vẽ. Không, 200 hình vậy thôi, được không? Cái tôi vẽ bạn muốn có hàng mắt luôn. Không? Đó. Tôi save lại. Tôi phải save trong cái thư mục web server của tôi đúng không? Thư mục mà cái một cái project của tôi. Nó là bài tập hả? BT hả? BT đây phẩm đang. Hình ha. Đào JPEG cho nó nhỏ, cho nó nhỏ. Đó. Bây giờ tôi muốn là trang web này có một cái thẻ HTML, thẻ im thẻ tại IMG phải không? Mà cái SGC là cái hình chấm JPEG. Tôi đặt cùng chỗ trang web rồi nha. Hết. On click đi nha, cho nó có on click. Là bà bằng là gọi cái hàm là chuyển đi nha. Chuyển. Đó, là đương nhiên mình chưa có cái hàm này. Ha. Viết ở cuối đi nha. Chuyện cái hàm này sẽ được gọi khi mà cái hình đã được click ha. Đó thử đi ha, mình phát lại đó có cái hình đúng không, bấm vô này cái là nó gọi hàm đó đúng không. Mình muốn làm cho cái khi mà di chuyển như cái hình này á, nó biến hình bằng tay á, thì mình lại dùng HTML, nó có cho mình đặt cái cursor mà ha. Rồi cái đó không quan trọng. Bây giờ mình tôi nói về đó trước đi ha, rồi mình từ từ mình tính đi. Rồi bây giờ khi mà tôi muốn là bấm vô cái hình này á thì tôi mở một trang web khác, giả sử tôi có một cái trang là trang yahoo.com đi, tôi đang có vô mạng không ta, có ha. Tôi chuyển trang khác tức là location phải không, đọc sách nha, đọc tài liệu có này ha, chấm href bằng lại trang yahoo.com. Đó tôi mở trang khác ha, vậy thôi. Chạy thử ra bấm cái nè. À, mình phải làm mà ghi vậy nó không hiểu ha, mình phải là HTTP hả, sao ta HTTP về lại nha. Ha, đó nó mở ra yahoo.com đó, lẹ lên chậm Google. Đó, đúng không? Bây giờ tôi muốn là nó khoan chạy, nó khoan hay mở liền, mà là nó tôi muốn cho người ta một cái chọn lựa, đúng không? Tôi mà tôi bây giờ giả sử tôi làm mà tôi muốn là 5 giây sau hay là 10 giây sau nó mới làm, nó mới chuyển đi ha. Tôi làm cái màn như vậy đi. Bây giờ tôi có một cái thẻ div ở bên dưới đi nha. Còn nhớ thẻ div không? Nó là cái label ha. Ha, đầu tiên cái div này bằng rỗng. Tôi cho cái ID thì bằng là LB hỏi đi ha, tôi thích đặt như vậy thôi. À, bây giờ khi mà bấm đã bên ta chuyển sang này á thì tôi sẽ đặt một cái label ở đây, document chấm on cái tên là LB hỏi phải không. Tôi đặt cái inner HTML ha, cho nó là bằng là một cái dòng chữ thông báo bạn vừa click, bạn vừa đòi đi ha, bạn vừa đòi chuyển sang không, bạn có chắc là mình uống như vậy không. Không sau cái mình vậy nè, nếu như ha, nếu như bạn không làm gì cả thì 5 giây sau tôi sẽ chuyển đi Tại vì đúng không. nó không Không, có chuyện đi thì nó làm gì vậy thôi. từ mình làm cũng dầm nhiều thứ mà, với cái công cụ mình đã học đó thì mình làm một trang web kỳ dị cỡ nào cũng được á,
tôi quay trở lại refresh ha, bấm vô cái hình này là có cái số dòng chữ xuất hiện như ở đây ha. Ủa báo lỗi gì vậy, dòng 62. Ô cái này là không đếm dòng được ha, nó ghi lỗi như vậy. Dòng 62 có chờ là biết cái hàm chuyển đâu. Tôi không dùng notepad nữa nha, cho tôi dùng phong bì đi nha, tại vì dùng notepad bây giờ là biết dòng nào nhưng mà ngầm đếm đúng không. Tôi dùng phong bì đi nha. Tôi mở cái bằng bằng phong bì nè, phong bì hoặc là screen cũng được ha, tùy mình đâu là office đâu. Tôi sẽ mở cái folder đó ha, tôi không có mở cái trang web, tôi không có open trang web mà tôi open site, bởi vì là nguyên một cái folder này là một cái site luôn, là một trang web luôn ha. Cái từ site sẽ là một cái project luôn á, một cái web project luôn ha. Open site nha. BT đúng không, BT ha, tôi open nguyên folder này luôn. Cậy cậy ha, nè đây nè, đó đây là cái file AA của tôi phải không. Tôi mở lên nha, thì cái phong bì nó cho mình hai, nó cho mình cái code nè, mình viết code ha. Đó dòng 62 phải không, 62 dòng nào vậy, đây có lỗi dòng 62 phải không, refresh lại coi có lỗi dòng 62 nè, dòng 62 ha. Object expected tức là cái size tên hàm hay đại khái gì đó, nó không tìm thấy cái tên hàm đó. Dòng 62 là dòng này, nghĩa là nó không tìm thấy cái tên này ha. Thì mình coi lý do gì vậy, không hiểu thằng phải tạo nè. À do mình sai ở đây ha, cắt xuống nha, do mình nói một dòng á, cho bệnh này bị sai á, nó làm cho nguyên cái hàm này sai luôn, nguyên cái hàm này sai luôn, thì nó hơi đại khái là túm lại là giờ mà mò họ cũng ra thôi nè. Rồi việc trả lại nha, hết lỗi rồi nha đúng không. Rồi câu hồi nãy nếu như mà tôi không tìm được chỗ sai á, tôi lại cho cái cũ nè, hồi nãy như vậy phải không, cái nó bị lỗi nè, nó bị lỗi đúng không. Tôi dùng phép thử và sai nè, tôi bỏ hàng này đi coi nó có bị lỗi không, tại vì rõ ràng hồi nãy bao tôi chạy được mà đúng không, hồi nãy bao tôi chạy được mà, vì tôi bỏ đi coi nó bị lỗi không nha. Tôi bỏ cái hàm chuyển đi rồi đó, tôi vừa mới khất cái hàm chuyển đi á, đương nhiên mình đừng đừng có đeo, đừng có delete mà mình khất thôi không, cái mình refresh mình chạy thấy không có lỗi, vậy chắc chắn là như là mày bị lỗi đúng không. Mà cái này thì có bốn dòng thôi mà, một này hai ba bốn dòng thôi, dòng một dòng hai làm sao có lỗi được, vậy chắc chắn là dòng này bị lỗi thôi, hiểu không nè. Tôi dò lỗi một cách đơn giản như vậy thôi ha. Rồi refresh ha, bấm vô này, ủa là làm gì vậy? À bấm vô này thì nó xuất hiện dòng chữ ở đây phải không, đúng không, nhưng mà nó cũng chuyển đi, mình muốn 5 giây sau nó mới chuyển ha. Stop đây ha, tôi sẽ thay vì như vậy, thay vì đặt cái lệnh này á thì 5 giây sau tôi mới làm, tức là tôi gọi cái hàm set timeout. Hàm set timeout có hai tham số 5000 mili ha. Đây là cái tên cái tham số thứ nhất của hàm set timeout phải là tên một cái hàm, tên một cái hàm gì đó mà cái hàm đó 5 giây sau sẽ được gọi. Như vậy lúc này tôi phải đặt một lệnh này vô một cái hàm đúng không? Hay là một cái đơn giản, tôi đặt một lệnh này vô cái hàm. Rồi tôi đặt cái tên hàm nó vô đây. Ha. Còn không thì mình nhét thẳng vô cũng được luôn á. Nhưng mà thôi đi ha. Làm được từ đi. Tôi biết một cái hàm là hàm mà chuyển sang trang khác. Không. Trong đây chỉ có một câu lệnh đó thôi. Đúng không? Và chỗ này sẽ là gọi cái hàm chuyển trang. Được không? Vậy là 5 giây sau cái hàm này sẽ được gọi. Ha. Thật ra tôi để cái lệnh này nè, tôi nhét vào đây luôn cũng được á, như vậy luôn cũng được, nhưng mà thôi mất công á. Đó. Đó rồi giờ mình chạy lại nha, bấm cái nào, ủa quá không chơi nữa, bấm vô hình đó, thấy không, nó chưa chuyển đúng không, đúng không, 5 giây sau, 5 giây sau nó chuyển đó, nó chuyển nè đúng không. Mà đương nhiên bây giờ mình muốn cho nó có chọn lựa đúng không, mình muốn cho nó có chọn lựa là nếu như mà giờ mình phải một cái nút nữa là nút ân hận rồi đừng chuyển nữa đúng không. Giờ mình làm một cái nút ở dưới đây là nút đừng chuyển nữa nha, không, mình đặt nút đây là nút, và mình đặt nút là đừng chuyển nữa
không, đừng chuyển, cắn gọn vậy thôi. Phải không, vậy là on click, bạn đã là nút thì bạn có on click thôi, đúng không? On click là gọi một cái hàm là hàm đừng chuyển ha, đừng chuyển nữa cho nó gợi cảm ha. Rồi mình đặt một cái game thì có phải có một cái function là đừng chuyển nữa. Đúng không? Từ từ nha, qua này tôi giới thiệu một loạt cái vấn đề khác luôn đó. Vậy thì cái hàm này á, nó sẽ cái hàm đừng chuyển nữa này nè, nó sẽ được gọi khi mà người ta kết nút này, đúng không? Vậy thì đừng chuyển nữa tức là sao? Khéo léo lập trình thôi, bây giờ như vậy nè. Lúc mà người ta bấm nút này á, khi mà người ta bấm nút này, có phải là cái hàm này nó lỡ gọi rồi không? Đúng không? Cái hàm này nó lỡ gọi rồi. Đúng không? Vậy thì á, ở trên đây nè, tôi là dùng một cái bánh lới nữa để cho cái hàm này nó báo cho cái hàm này biết có phải là cái hàm này lỡ gọi rồi không. Lúc mà cái hàm này được gọi thì cái hàm này đã lỡ bị gọi rồi, đã lỡ chuẩn bị được gọi rồi. Vậy tôi sẽ báo cái hàm này của tôi nè, tôi sẽ báo tin cho cái hàm này biết là mày nó mày mày mày, mày mà có được gọi á, mày cũng đừng có làm, đúng không nè, dùng biến thôi. Thấy không, tôi có một cái biến toàn cục đi, một biến toàn cục nữa ha, là biến cấm chuyển. Đầu tiên biến này bằng một tức là không có cấm, chuyển thoải mái, đúng không? Bằng không là không chuyển, không cho chuyển, không, bằng bằng không là không cấm, không một kệ tôi thôi, đúng không? Do tôi quy định đó mà. Vậy lúc này á, cái hàm chuyển trang này nó sẽ kiểm tra cái biến đó, nếu mà cái biến cấm chuyển mà bằng không á, tức là không cấm hả, tôi ước như vậy mà thì chuyển, đúng không? Nếu như biến này mà không là bằng không tức là không cấm, ban đầu bằng không mà, đúng không, thì là nó không chuyển ha. Vậy đừng chuyển nữa, tôi đặt cấm chuyển bằng một, đúng nè. Vậy thì cấm chuyển bằng một lúc này là nó không làm ha, thì nó được gọi nó không làm, nó không làm á một cách tự nhiên thôi, sau khi mà nó không làm rồi, đúng không? Vậy nếu mà cái if nào không xảy ra nghĩa là cấm chuyển bằng một, đúng không? Thì mình cấm lần thôi, đặt lại bằng không đi để cho lần sau nó làm tiếp chứ, hiểu không nè? Tôi đặt trở lại bằng đặt cái cờ cấm trở lại bằng không trở lại để là lần sau đừng cấm nữa. Đúng, là nếu nó không đặt lại chuyện này thì nó sẽ ra chuyện gì, coi là không đặt lại nha ha. Coi nè, bấm cái nè đó, lúc này là đang dây ha, bấm lúc này là không, tôi không bấm là nó chuyển đi á, tại vì cấm chuyển nó bằng không, nó chuyển đi rồi nè, hiểu vấn đề không nè? Còn bây giờ nếu như á mà tôi bấm một lúc này một cái á, là biến cấm chỉ bằng một, đúng không? Lại cái hàm chuyển trang nó vẫn được gọi, nhưng mà do cái biến cấm chỉ bằng một nên nó không làm, hiểu nó mà được không? Có hiểu không? Rồi bây giờ tôi bấm lại lần nữa thì nó không chuyển luôn, bởi vì lúc này là cái biến cấm chuyển vẫn là một, hiểu vấn đề không nè ha? Cho nên là nó mình phải đặt lại cái như bằng không là vì vậy đó ha, được nè, để cho cái lần sau nó làm lại được chứ. Coi này ha, tôi bấm cái nè đó, cái tôi không chuyển nữa, đừng chuyển đó, mà tôi bấm lại nữa thì nó chuyển nè, đó nó chuyển đi hơn, bởi vì tôi đã reset, tôi đã xóa lại biến cấm chỉ bằng không trở lại rồi, hiểu vấn đề không nè? Rồi nhưng mà đó, nó lại gây thấy vấn đề như vậy, tự nhiên cái nút này lẽ ra cái ban đầu á, cái nút này đừng xuất hiện, đúng không? Tại vì ban đầu người ta có bấm đâu mà chuyển với không chuyển, đúng không? Người ta bấm vô cái hình này mới chuyển đi, ban đầu người ta chưa bấm gì hết mà, thì cái nút này nó hiện cái là vô duyên không, cái sự xuất hiện lúc này ban đầu là vô duyên. Và thì á, đầu tiên á tôi sẽ cho nút này ẩn đi ha, và khi bấm nút này tôi mới cho nút này hiện ra. Thì cái việc mà cho một cái thẻ HTML ẩn và hiện á, là chuyện nhỏ thôi, mình muốn là đầu tiên nghĩa là gì, đầu tiên nghĩa là khi trang web mới vừa nạp lên, đúng không? Khi trang web mới vừa nạp lên tức là cái hàm này được gọi phải không, bởi vì cái hàm này là trong sự kiện onload nè, đúng không? Và thì khi trang web mới vừa mở lên thì mình muốn cái gì, mình muốn cho cái nút cấm, cái nút mà đừng chuyển nó ẩn đi ha. Vậy thì mình phải truy cập về nút đó phải không? Cái nút này mình chưa đặt tên đúng không? Phải đặt tên ha. Đặt tên mình mới truy cập lại, mình gán cái style cho nó được. Tôi đặt tên cho nó nha. Name bằng là nút và nút 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 BT chuyển ha. Có trùng như thế nào không? Không. Cái này tôi không có nháy kép. Cái này có nháy kép bởi vì cái này có khoảng trắng nè.
không, cái này khỏi giấy kép mà giấy kép cũng được ha. Rồi ở trên đây của tôi á là tôi sẽ truy cập lại cái biến đó đó và một cái biến x lỡ dùng ở trên rồi dùng x lại cũng được á, nhưng mà thôi ha, mình có nhiều biến mà. Document chấm on cái nút là bt chuyển không, lúc này là tên b này á, tôi truy cập vào cái style của nó tính gì quên rồi ta, đọc giáo trình CSS có nha, thuộc tính là visibility thì phải đó ha, visibility thì phải ha, cái này á thì nó bằng là hidden thì phải, tôi nhớ không rõ lắm ha, xem trong cái CSS nó có đó ha, trong giáo trình có đó, chạy thử nha, đó đây là mất rồi nè, thấy không? Và khi bấm nút này á, khi bấm nút này tức là cái hàm này được gọi phải không, cái hàm nào hàm hàm này được gọi đúng không, thì tôi sẽ cho nút đó hiện ra trước sau thì cũng được thôi ha, hình như là visible thì phải ha, nó có cái thuộc tính visibility á, visibility là danh từ nó, visible là tính từ, hidden cũng là tính từ ha, thì thông thường là cái tên thuộc tính CSS đó thông thường là danh từ đó, bấm cái nè đúng không, hiện ra nút này không, bấm không chuyển đi ha, đại khái như vậy. Rồi, tức là tôi vừa nói là một loạt những cái cách dùng về cái các thuộc tính trong CSS ha. Đó, thì cái DHTML á, cái DHTML chẳng qua nó chỉ là cái cách mà dùng JavaScript để lập trình CSS, để can thiệp, để thay đổi cái style CSS vậy thôi. Ha. Rồi, còn hỏi gì nữa?